con buôn là đen này là thành nhỉ? Không chắc, mà phải coi trên cái bo đấy, cái bo khi mà coi cái đường không buôn đó đâu. Đó, tập làm đi. Mấy lặt này bạn lặt lấy xem, bạn lặt lấy xem. Ở đây có con gì vượt cấp nguồn 5V không? Có con nào, con này con gì? Bình 842. 7842 đúng không? 7042. 7042 chân giữa nữa mà. Nó giống như là đi xe ổng áp á. Đúng chưa? Chân giữa không áp. Một vào 2m, 3 ra. Đi bộ đâu. Gãy tay, gãy tay, gãy tay, gãy tay. Gãy tay. Gãy tay. Gãy tay. Giống bài 805 trên giữa cũng là mà. Nó dò một chân giữa của nó với lại mấy chân dây này nè. Chỉ có là tập như vậy mới lên tay nghề thôi chứ còn không. 2,5 là tất cả đều 2,5 hết. 3,7 3,2 cái 3,8 cho 4,2 3,8 chứ sao 3,4 một cái 3,8 cái 4,2 lúc điều cộng là 4,2 lúc điều trừ là 3,8 không chạy không được thì sụp luôn không có tàu qua ba con có tàu này đó con ơi đó là nha ba vun này ba vun này ba con đúng rồi ba con hai này ba con con rưỡi hả này chạy mức thấp hơn rồi thấp hơn electrolyte ba vun ba con rưỡi này chạy ba con rưỡi ba con còn 3V mới 3V rưỡi thôi thầy ạ. Dạ thấp hơn E là chưa lít. Vâng. E đó là 3V8, 4V2. Bây giờ có nghĩa là 3 lần thì 3V. Nhưng mà có một điều là các bạn thấy là nếu phải vôn phải đều nhau, ba cực. Có nghĩa là 3 lệnh 3V và 3 lệnh. Còn có một lệnh mà bị lệch là cái đó là thua. Có nghĩa là 3 lệnh là 3V. Đo đường tính ra bảo vệ ba pha về máy nén xem rồi lắm bảo vệ ba pha nằm đâu đường bảo vệ khối DC nằm đâu đường bảo vệ khối AC nằm đâu đường bảo vệ khối DC nằm đâu đó giờ chúng ta phải xem coi cái bo này có thật ra có gì đâu mà phải khó khăn đâu chúng ta dò đường từng khu là chúng ta làm nó thôi. Ba con bảo vệ ba pha nằm đâu đâu thấy chưa đây bảo vệ nè nó vậy ba pha về nè ba con đi chở to đùng nè nhìn thấy rồi nó chạy về ngay vị trí lấy cái bo kia ra xem trước đi rồi hãy đo bo kia đó để xuống rồi đâu sớm à? Tối nhất. 6 giờ phải tối 6 giờ mới học mới có 4 giờ là ở đây ghi âm. 4 giờ mà. Mình hiếu học nó ham học lắm trời.
cứ mỗi ngày mà cứ nghe nghe đi học là cái nôn nôn tới giờ đi học, tới giờ đi học. Nó không lấy mát chuyện nào cả, nó dạy ba pha luôn, mát là phát rồi ở trên cái bo trên rồi, nó chỉ đưa ba được tín hiệu về thôi. Thấy ba chân nó về chưa? Đây chúng ta đo về một chân mát với một chân được tín hiệu về, thì chuẩn bị xử lý á, thấy bị xử lý không? Nó chạy về ba chân, chân nào cũng bị xử lý. Nằm trên đó, nó nằm cái mặt trên đó, không mặt dưới đâu. Ba đường này nó đều về xử lý. Thấy chưa? Thấy chạy về bị xử lý chưa? Ba đường nữa thầy. Rõ không? Thấy rõ ràng mà. Ba đường nó chạy đi là ba luôn. Thấy rõ không? Rõ. Như này là ta mới mát ở đâu cũng được rồi. Mát rồi, mát của chân xuống sao màu dây màu xanh mới nãy đó. Đây à? Dây màu xanh mới nãy đâu? Lấy ngay chỗ chân vừa bị xử lý chứ, lấy ngay chỗ đó là cái điện áp ấy mà, điện áp pha mà. Đây mát ở đâu? Mát ở đây nè, trên cái bệ này. Còn dây quay đỏ thì đo ngay chỗ điện trở về á. Về ngay chân bị xử lý á, ừ. Ngay chỗ chân bị xử lý về chân nào? Bạn nào bật cái điện thoại cho nó nhìn coi. Không lên. Lên. Để thang AC. Lên không? Nữa. Quên máy. Tăng 10V, nó đã không chấm mấy V đúng không? Đây mới được 0.2. Cảm ơn. 2V thầy ạ. Được chưa? 2V đâu, đều ba cái hết. Ba con đều có cả, thấy chưa? 2V. 2V thầy. 2V. 2V thầy. Vậy là ba con đều 2V hết, đưa về vị trí lý đúng không? Chưa, đây được chưa? Rồi chúng ta tìm cái khóa bảo vệ khác thôi, sao? Đây là cái bảo vệ PC. Rồi, bạn phải lần lượt tìm ra những khóa bảo vệ nó, vì khi nó hư nó tác động chỗ nào. Khóa bảo vệ AC. Đây là PC đây là gì? AC. Máy đi test inverter 110. Khối nào? Khối DC. AC. AC. Tìm đi. Chúc bạn thành công. AC nằm bên này thầy. Đâu biết đâu. Tìm đi. Có vậy thôi, AC có vậy DC. Nó sẽ khác nhau với những máy Nhật chỗ nào? Và hàng Trung Quốc khác nhau hàng tàu chỗ nào? Để xem. Hàng tàu. Lại ta thực tập đi ngủ, trời ơi, ta thực tập đi ngủ thế chết rồi. Đâu nghỉ đâu. Nãy giờ lương nó giật lộn với cái này quá trời. Kêu ông lương lên, kêu ông lương không kêu. Kêu lương lên kêu xuống thật rập nó khói để em làm. Thế chế. Anh dày quá. Đó, bạn phải tìm cho bằng ra. Trung Quốc này nó khó mấy hàng tàu. Trung Quốc có hàng tàu.
Có nào mà được. Hôm nay đã như thằng bây giờ bạn đo cảm biến đi, đo tất cả các đồng trong biến bao nhiêu con. Xong rồi chúng ta đo lại cái này đi, chúng ta sửa cái này nhé. Nó cảm biến đi, tất cả các cảm biến. Chúng ta có tổng cộng là mấy con cảm biến? 3 con cảm biến. Và một con cảm vệ bảo vệ đầu nén là con này. À thấy chưa? Ba con nữa. Ba con rưỡi, cái con 3.5 là con về cảm biến gì? Để chỗ đầu nén. Đầu nén. Còn 2.2V là của thằng nào ạ? Còn lại là 2 con 2V phải không? Còn lại 2 con 2V phải không? Một con là nhiệt độ môi trường, một con cảm biến đầu về. Con cảm biến đầu nén là bên cao nhất. 3.5V. Ngay chỗ đầu nén á. Ngay chỗ đầu nén. Còn đâu là 2V là một cái cảm. Chúng ta tạm đợi. Cảm biến đầu nén 2V. Cảm biến lốc là nó chỉ nó tác động, nó là bình thường nó là 5V hoặc 0V, hai chỉ có hai trạng thái thôi. Bình thường nó thì khi nó tác động thì nó sẽ đi đóng lại, nó lên, nó lên 5V, còn bình thường nó là 0V. Cảm biến lốc đông. Cho cẩn thận nha, cái bò lủng lẳng á. Muốn gì ăn nha. Cho ăn cái đây vậy đi. 2V, cái 2V 1 3V. Đó đó đó, cầm luôn không cái nữa, cầm từ mà cầm vô quay tiếp mạnh. Nó cầm nó không ai chơi. Đúng như mày nó ngay cầm vô nó chơi này. 2V này. Cũng 2V này. Cầm đến thăm nè. Đó bên ngoài đang cái đo hộ bạn đi. Cầm biết ngoài trời 2V nè. Còn cầm biết ống đồng lại cầm biết đường về là 2V. Đây, 3V. 3V là cảm biến máy nén là 3V. 3V rưỡi. Cảm biến ống đồng lại đầu về là 3V. Là 2V. 2V rưỡi. Cảm biến ngoài trời 2V. 2V. Cảm biến phòng khi mà lạnh ấy. Đấy là cảm biến phòng đấy là gì? 2V. Rồi ok. Cảm biến ngồi chơi với lại cảm biến nóng đông. Cảm biến nóng đông. Rồi 4 cái chứ. 3 cái cái cục nóng là 3 cái kia lại một cái máy nén. Cảm biến nóng đông mặt lạnh. Ngoài trời đây đâu là cầm biển các bạn phải tìm cho mình được đường bảo vệ AC, bảo vệ DC. Nhớ là trong máy đang có điện nha, chứ không phải cẩn thận. DC thì đặt đây là có điện luôn, có điện thôi. Đây tìm là AC thôi. AC. Đang học cái thằng nhật, đang học cái thằng tàu là nhật đang tìm cái thằng Trung Quốc này có ghê.
đông đông lượng đấy. Rồi các bạn chị. AC rồi nó nằm ở trên đây rồi anh ơi. Tạm biệt ông đông lượng. Bảo vệ AC nằm trên đây này phải. Cắm tiếng phòng nè. Cắm tiếng phòng nè. Mời cái tạm biệt ông đông lượng. Cắm tiếng phòng là hai con. Nó đang tìm đường bảo vệ AC. Phun à? Thầy cảm biến không đồng trên mặt lạnh như không có phun nào ở thầy. Cảm biến không đồng bảo lạnh như không có phun nào. Cái nào là sao? Đây là cảm biến không đồng, cảm biến không ga này, không có tí hồn nào luôn. Không có hồn. Đó hay động lắm. Có đó hay động. Đâu này có. Đó hay động, nếu nó không có hồn là con cảm biến bị chạm à. Đó hay động chứ. Đâu hay được không? Không làm gì vậy. Ta rút hẳn đạn. Đó. Báo cáo có điện nha.